sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội vừa tiếp tục công khai danh sách 18 công trình vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Vẫn còn nhiều bất cập trong công tác phát triển cụm công nghiệp làng nghề tại một số địa phương trên địa bàn Hà Nội. Trao đổi với ông Hoàng Anh Tú, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm để hiểu rõ hơn nguyên nhân vì sao vẫn còn nhiều sai phạm trong các dự án cụm công nghiệp làng nghề. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Địa ốc 24 giờ ngày hôm nay 30 tháng 10. Bên cạnh những thông tin chính chúng tôi vừa điểm qua, trong 15 phút tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin khác liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản. Thưa quý vị, thông tin từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội vừa cho biết, qua kiểm tra 3 lần, đơn vị này đã phát hiện nhiều công trình cao tầng, chung cư vi phạm về phòng cháy chữa cháy trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Theo đó, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã 2 lần đăng công báo đối với tổng số 61 công trình vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Lần 1 vào ngày 30 tháng 1 năm 2016 với 52 công trình, lần 2 vào ngày 29 tháng 7 năm 2016 với 38 công trình. Và lần thứ 3 này, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội tiếp tục công khai 18 công trình không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cũng cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân quận huyện để có biện pháp cương quyết yêu cầu buộc cơ sở thực hiện các nội dung tồn tại và cam kết thực hiện của từng chủ đầu tư. Bên cạnh đó, sẽ kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không đúng thời hạn các nội dung đã kiến nghị và cam kết theo quy định. Phát triển quốc tế Úc Việt vừa ký kết hợp tác đầu tư, tư vấn đầu tư tài chính với tập đoàn Hand Property Group, công ty tài chính IFG Home Loan, công ty dịch vụ di trú Australia Migration and Citizenship Survey AMCS. Thông qua sự kiện này, giới đầu tư bất động sản Việt sẽ có thêm cơ hội khi tìm hiểu và đầu tư tại thị trường bất động sản Australia, đặc biệt là tại thành phố Perth, một trong những điểm đến hàng đầu tại Australia. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, cùng một số sự kiện đã hiện diện các đơn vị cung cấp đủ một quy trình dịch vụ khép kín cho khách hàng, từ chủ đầu tư dự án, công ty đảm bảo về tài chính, công ty đảm bảo về luật đầu tư di trú và công ty phân phối độc quyền tại Việt Nam, Úc, Việt Len. Thưa quý vị, theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, bất động sản hiện đang đứng một trong hai các lĩnh vực được thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2016 với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Các nhà đầu tư Hàn Quốc vẫn đang dẫn đầu với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt gần 5,59 tỷ đô la Mỹ. Singapore xếp thứ hai với gần 1,85 tỷ đô la Mỹ, Nhật Bản ở vị trí thứ ba với hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ. Giới chuyên gia cho rằng, bên cạnh yếu tố thị trường bất động sản, Việt Nam đang phát triển trở lại trong khoảng 2 năm gần đây, thì các thay đổi về luật nhà ở, trong đó có việc mở rộng đối tượng và điều kiện được mua và sở hữu nhà tại Việt Nam cho người nước ngoài, cũng góp phần giúp thị trường trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư ngoại. Nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân làng nghề truyền thống mở rộng mặt bằng sản xuất, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường khi sản xuất trong khu dân cư, thành phố Hà Nội đã thực hiện quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đã bộc lộ nhiều hạn chế bất cập, dẫn đến không ít cụm công nghiệp làng nghề đang bị biến tướng, sử dụng sai mục đích. Ghi nhận của phóng viên chương trình Địa ốc 24 giờ tại một số địa phương trên địa bàn Hà Nội. Cho dù là đang xây dựng hay đã hoàn thành, những ngôi biệt thự như thế này cứ thay nhau mọc lên trong diện tích dự án cụm làng nghề Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc sản xuất và đời sống của người dân nơi đây. Một khi mà mình quy hoạch xong ấy, thì số lượng dân số ở đây thì nó sẽ đông đúc hơn trước kia. Hiện tại công trình vẫn đang hoàn thiện, hai nữa là số lượng nhà ở vẫn đang trong thuộc diện là đang hoàn thiện. Tôi mong rằng là họ xây dựng càng nhanh thì càng sớm càng tốt để người già người trẻ hoặc là cuộc sống của mọi người đỡ hít phải những cái bụi bẩn như là cụ thể nhà đường. Còn tại cụm làng nghề xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội, thì theo quy hoạch, các công trình xây dựng cao tối đa là 3 tầng, nhà sản xuất kho cao từ 1 đến 2 tầng, nhà văn phòng giao dịch, hành chính cao từ 2 đến 3 tầng. Chức năng của các công trình này dù để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, song trên thực tế thì khó có thể tìm thấy công trình nào được dùng vào mục đích làm nhà xưởng hay kinh doanh sản phẩm liên quan đến gỗ. Điều đáng nói
Kể từ ngày bị thu hồi đất, người dân nơi đây cũng mất kế sinh nhai. Đất cũng không còn sản xuất nữa mà đất cũng không dùng nữa thì bây giờ con tôi cũng phải ở nhà bỏ, con tôi cũng phải lang thang đi kiếm ăn từ ngày đi làm thuê làm mướn, ruộng thì không còn, chẳng nhẽ đi mò cua bắt ốc suốt ngày à? Thế mà từng cua ốc nặng là thế này giờ cũng không có cua ốc để mà mò. Thế bây giờ làm gì được, bây giờ tôi lấy gì mà sống? Theo số liệu của Sở Công Thương Hà Nội, toàn thành phố hiện có hơn 40 cụm công nghiệp hoạt động ổn định, trong đó hơn 20 cụm dành để bố trí di rời các cơ sở sản xuất làng nghề ra khỏi khu dân cư. Nhưng trên thực tế, các cụm làng nghề này hầu hết đã biến tướng thành nhà vườn, biệt thự. Điều này đang khiến dư luận nghi ngờ về sự buông lỏng trong công tác quản lý của chính quyền địa phương. Chúng ta có các đơn vị như là các cơ quan quản lý doanh nghiệp, các cơ quan như là thuế, các cơ quan như là công an, rồi các chính quyền địa phương. Thực tế là họ biết rất rõ cái việc đó. Và nếu như họ cùng chung tay vào thì đấy là một cái giải pháp tốt nhất. Còn các văn bản pháp luật mà chúng ta thấy là chúng ta đưa ra rất là nhiều thì nó cũng chỉ tồn tại trên giấy mà thôi. Theo quy hoạch của thành phố Hà Nội, đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, sẽ thành lập thêm nhiều cụm công nghiệp làng nghề mới và tiếp tục thực hiện di rời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư để phát triển nghề, làng nghề truyền thống, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Vì thế, hơn bao giờ hết, cơ quan quản lý cần sớm rà soát, chấn chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác quản lý sau đầu tư, nhất là vấn đề quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không để tình trạng sai phạm diễn ra công khai và tràn lan như hiện nay. Vậy do đâu mà sai phạm về quản lý và sử dụng đất tại các cụm làng nghề ở Hà Nội lại diễn ra ngang nhiên và tồn tại nhiều năm qua? Phải chăng là chế tài còn chưa đủ sức răn đe, hay các cơ quan quản lý còn thiếu cương quyết trong việc xử lý những sai phạm này? Nhóm phóng viên của bản tin Địa ốc 24 giờ đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Anh Tú, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, một trong số những địa bàn có nhiều sai phạm trong các dự án cụm công nghiệp làng nghề, để làm rõ về vấn đề này. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa ông có thể cho biết thực trạng sử dụng đất sai quy định và xây dựng sai phép tại cụm làng nghề Bát Tràng hiện đang diễn ra như thế nào không ạ? Sau 10 năm mà được xây dựng và đi vào hoạt động thì cụm làng nghề có nhiều những cái sai phạm như là sử dụng đất sai mục đích, như là xây dựng quá so với cả cho phép theo quy định, cũng như là một số những cho thuê đất ở những cái diện tích đất công cộng. Chúng tôi cũng đã xác định là những cái vi phạm nhiều nhất trong cái cụm công nghiệp làng nghề Bát Tràng đó là một số những cái nhà biến tướng từ cái nhà xưởng trở thành những nhà ở, cũng như là một số những cái nhà để dưới mang mác là nhà trưng bày sản phẩm thì có nhân dân ở nên là nó không đúng mục đích so với cái điều kiện ban đầu để thành lập cái cụm công nghiệp làng nghề Bát Tràng. Lý do vì sao mà thực trạng trên đã diễn ra trong nhiều năm qua mà vẫn chưa được giải quyết triệt để ạ? Cái nguyên nhân ở đây thì cũng là do các cấp chính quyền có liên quan thì lỏng lẻo trong công tác quản lý. Cái thứ hai nữa là đối với hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Bát Tràng cũng là một cái đơn vị thì được tổ chức giao nhiệm vụ trong công tác quản lý làng nghề, nhưng mà cũng quản lý nó thiếu chặt chẽ và nhiều sai phạm thì cũng không được ngăn chặn kịp thời ngay từ ban đầu. Nó dẫn đến là nhiều những cái sai phạm nghiêm trọng nhưng đến khi mà xử lý thì nó có những cái khó khăn bởi vì thời gian sai phạm nó đã kéo dài và cái mức độ sai phạm nó của nhân dân thì nó cũng diễn ra ở cái diện rộng. Thưa ông, trước thực trạng trên thì Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm đã có những giải pháp gì để có thể giải quyết tình trạng sai phạm trên ạ? Đối với những cái sai phạm mà nghiêm trọng, đặc biệt là ở những cái khu vực công cộng, khu vực vườn hoa cây xanh và khu vực đất không lưu của khu công nghiệp thì sẽ kiên quyết xử lý trước và sẽ cưỡng chế dỡ bỏ đối với những cái trường hợp cố tình vi phạm. Thứ hai thì đối với những các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng thì chúng tôi sẽ xác định thì đối với những cái nhà một tầng hay như là những cái lều lán tạm thời thì Ủy ban nhân dân huyện thì sẽ có cái kế hoạch để giải tỏa. Còn đối với các hộ mà xây dựng kiên cố mà có vi phạm về cái tỷ lệ xây dựng thì Ủy ban nhân dân huyện sẽ có cái tuyên truyền để cho các gia đình có ý thức tự và dỡ bỏ những cái phần sai phạm của gia đình mình. Bên cạnh đó thì Ủy ban nhân dân huyện cũng sẽ có đề nghị với thành phố là về việc là giao cái việc quản lý của cái cụm làng nghề Bát Tràng về cho cụm công nghiệp của huyện để quản lý. Một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình.
Trong khi hai thành phố lớn, đô thị sầm uất nhất nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận mức biến động quá lớn về giá đất, thì ở Đà Nẵng, Lào Cai, Sapa lại đang là điểm nóng tăng giá từ đầu năm đến nay. Khảo sát giá nhà đất ở Đà Nẵng cho thấy đất thổ cư ở nhiều khu vực tăng phi mã trong hơn một năm qua. Thị trường trở nên nóng bỏng hơn sau những năm đóng băng. Giá đất khu trung tâm ven bờ Tây sông Hàn Đà Nẵng năm 2015 có giá trung bình khoảng 120 triệu đồng một mét vuông, thì nay tăng lên khoảng 220 triệu đồng một mét vuông. Đặc biệt là những lô đất nằm ven biển giữa đường Phạm Văn Đồng và Võ Văn Kiệt. Nếu trước đây giá chỉ khoảng 40 đến 50 triệu đồng một mét vuông, thì hiện nay giá đã lên đến 150 triệu đồng một mét vuông. Ở một số địa phương khác như Lào Cai, Sapa, dù là vùng núi nhưng giá đất cũng đã tăng gấp đôi. Đất Sapa sút 3 lần từ 90 triệu đồng một mét vuông lên đến 150 đến 160 triệu đồng một mét vuông và hiện nay đã là 200 đến 250 triệu đồng một mét vuông. Quả là một mức tăng hết sức ấn tượng. Và với sự tăng giá đột biến như vậy, dư luận đã và đang đặt sự hoài nghi về việc xuất hiện hiện tượng đầu cơ làm giá tại các địa phương này. Thưa quý vị, đối với các căn hộ chung cư, tất cả không gian sinh hoạt trên một mặt bằng, nếu xây quá nhiều tường ngăn thì sẽ làm cho căn hộ trở nên rất lạc hậu và chật hẹp. Vì thế, giải pháp sử dụng vách ngăn khi thiết kế sinh xảo sẽ giúp quý vị tạo nên những không gian riêng nhưng vẫn không làm mất đi kết cấu chung của căn hộ. Và trong ít phút cuối của bản tin Góc 24 giờ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những mẫu thiết kế vách ngăn không gian căn hộ hiện đại với mức giá thi công trung bình từ 20 đến 30 triệu, giúp các chủ nhân chung cư căn hộ có thêm ý tưởng thiết kế cho ngôi nhà của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có một ngày chủ nhật cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc.